Bạn mới vào thị trường nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nào là thử ví, giao dịch, phân tích cơ bản, kỹ thuật, tùm lum tùm la. Hoặc bạn là người đã có kinh nghiệm nhưng muốn bổ sung thêm kiến thức vững chắc, bởi vì trong thị trường crypto mọi thứ thay đổi liên tục 24/7. Vậy thì video này sinh ra để dành cho bạn, bởi vì mình sẽ hệ thống các kiến thức cần tìm hiểu theo lộ trình rất là logic, rõ ràng, giống như là một tấm bản đồ vậy. Đặc biệt sẽ có kèm theo các kênh cụ thể để bạn có thể vào học và tìm hiểu luôn. Đích đến cuối cùng là để bạn có được kiến thức vững chắc, tự tin đầu tư trong thị trường với sự hạnh phúc và bình an. Và bây giờ mình rất hạnh phúc được nói câu chào mừng mọi người quay trở lại với 5 phút crypto và mình là Kiều Anh. Như vậy là mình đã nói câu chào này được 3 năm rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay mới có dịp được chính thức giới thiệu về 5 phút crypto. 5 phút crypto được thành lập từ năm 2021 và được bảo trợ bởi quỹ đầu tư TK Ventures. Đến nay, trải qua rất nhiều biến động trong thị trường, thì hiện tại điều mà team tự hào nhất đó là sự ủng hộ và yêu mến của mọi người trong suốt quãng thời gian vừa qua. Thay mặt cho team 5 phút crypto thì mình thực sự biết ơn mọi người rất nhiều. Như vậy mà chúng mình đã xây dựng được hệ thống kênh social khá là đa dạng. TikTok hiện tại là kênh về crypto có lượng follow top 1 tại Việt Nam. YouTube đặt nút bạc, Telegram, Twitter và cả Facebook nữa. Có một cái đặc sản của 5 phút crypto đó là chúng mình tuyệt đối sẽ không côn kèo mua bán bất kỳ một đồng coin hay token nào cả. Dù đó là chiến thánh để có thể thu hút người theo dõi cực kỳ nhanh trong thị trường này. Có lẽ cũng vì thế mà 5 phút crypto bước đi chậm thôi, nhưng mà tương đối chắc chắn cùng với mọi người vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của thị trường. Và vẫn với tinh thần đó thì ngày hôm nay, ngoài 5 kênh social là 5 đứa con tinh thần ở trên, mình rất vui được giới thiệu một kênh mới mà team đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để xây dựng. Đó là... Sau một thời gian hoạt động thì team nhận thấy rằng mỗi nền tảng đều có ưu và nhược điểm riêng. Nếu như lên kênh YouTube, TikTok hoặc là Telegram, bạn sẽ thấy khá là nhiều video, bài viết với các chủ đề khác nhau. Điều này có thể hơi khó khăn một chút cho người muốn tìm hiểu theo lộ trình rõ ràng, đặc biệt là với người mới bắt đầu. Vì vậy, Find Money là một website tập trung tất cả kiến thức và phân loại cho từng nhóm đối tượng để bạn có thể... Thứ nhất, đó là học cơ bản, kiến thức quản trị tài chính cá nhân. Thứ hai, học đầu tư, các kiến thức về blockchain, hướng dẫn bắt đầu, phân tích các dự án, hệ sinh thái và công nghệ mới. Thứ ba, học đầu cơ, có thể là đầu cơ lướt sóng ngắn hạn với các dự án crypto hoặc là học phân tích kỹ thuật theo phương pháp Wyckoff hoàn toàn miễn phí. Tiếp theo thì bạn có thể học kiếm tiền với vốn 0 đồng, đó là hướng dẫn cài airdrop, tham gia đóng góp vào các dự án để nhận thưởng, ví dụ như là Catalyst chẳng hạn. Và đây là vị thế an toàn trong thị trường crypto rủi ro. Những ai chịu khó học hỏi kiến thức và làm điều gì đó với Internet từ những năm 2000 thì hẳn là giờ cũng rất gì và này nọ rồi đấy. Cơ hội lại xuất hiện, nhưng lần này là với blockchain. Cơn sóng lớn này sẽ thay đổi thế giới và mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Hãy trang bị cho mình đầy đủ kiến thức để bước vào trận đánh quan trọng này nhé. Và bây giờ nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì hãy cùng mình khám phá ngay nhé. Đầu tiên thì bạn hãy vào trang findmoney.vn, mình để link ở phần mô tả nhé, và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về từng chuyên mục. Từ trang chủ thì bạn nhấn vào mục nền tảng. Nói chung là các cụ đã dạy rồi, cây muốn vươn lên cao thì cần có bộ rễ khỏe, nhà muốn xây cao thì cần nền móng chắc chắn. Vì vậy, mục nền tảng này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức về quản trị tài chính cá nhân. Từ đó thì bạn sẽ hiểu đúng thế nào là đầu tư, thế nào là đầu cơ, thế nào là kiếm sống, chi tiêu và tiết kiệm sao cho hợp lý, quản trị dòng tiền, vân vân. Đây là những kiến thức được chia sẻ bởi thầy Đỗ Mạnh Hùng, người đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và trải qua những bài học cũng sương máu đấy. Đối với mình, đây là những đúc kết vô cùng giá trị. Và tin vui là chúng ta có thể xem nó hoàn toàn miễn phí trên Find Money. Mình hiểu rằng nếu như bạn mới vào thị trường thì bạn sẽ rất dễ muốn lao vào kiếm tiền ngay, nghe côn kéo, mua bán, trading, vân vân. Nhưng đó mới chỉ là phần ngọn mà thôi. Ngay cả những người đã ăn nằm với thị trường cũng có thể mất trắng nếu như không vững kiến thức về quản trị tài chính cá nhân. Và sự thật đó là những trường hợp đó không hề hiếm nhé. Ví von một chút thì bạn có thể thấy rất nhiều người lao vào xây các tầng cao một cách rất là vội vàng. Nhưng mình ở đây để nhắc bạn, hãy dành thời gian xây nền móng vững chắc trước. Giai đoạn đầu có thể là hơi chậm và khiến cho bạn kiểu sốt ruột. Bởi vì quái, nhà hàng xóm xây 2 tầng rồi mà sao mình vẫn ở cái tầng móng. Nhưng mình tin rằng khi mà cơn bão nó ập đến thì ngôi nhà của bạn sẽ đứng một cách vững chắc. Chia sẻ một chút thì cá nhân mình hiểu rằng quản trị tài chính cá nhân quan trọng đến mức nào, bởi vì mình từng trải qua đợt up trên 2021 và có được thành quả gọi là cũng tương đối tốt.
Nhưng mà rất là tiếc, thời điểm đó mình không có kiến thức về quản trị tài chính cá nhân, không có khả năng giữ được tiền. Vậy nên, đấy, bây giờ vẫn đi làm này. Một cơ bản này không chỉ dành cho crypto, mà bạn đầu tư bất kỳ tài sản nào, thậm chí là không đầu tư thì cũng rất nên nghe và học nhé. Bởi vì vốn dĩ là mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều liên quan đến tài chính, liên quan đến tiền. Và thực dụng mà nói thì học tài chính cá nhân giúp bạn ra được những quyết định đúng đắn, bớt khổ trong các vấn đề liên quan đến tiền. Sau khi có tư duy đúng rồi thì chúng ta sẽ cùng, cũng ở một nền tảng này, bạn kéo xuống để bước vào vũ trụ đầu tư cryptocurrency nha. Ở đây thì có những sàn giao dịch uy tín và phổ biến nhất để bạn có thể lựa chọn. Đặc biệt là 5 Phút Crypto hiện có quan hệ đối tác với các sàn lớn nên bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch khi mà đăng ký. Còn bình thường nếu mà bạn tự đăng ký thì sẽ phải chịu 100% phí giao dịch. Hướng dẫn tạo tài khoản là phần không thể thiếu từ Binance, MetaMask, Uniswap, v.v. Rất chi tiết và dễ hiểu. Từng bước một sẽ được giải thích chi tiết ở trong những bài viết này. Đặc biệt là sẽ có hướng dẫn mua bán, lưu trữ coin, token. Nói chung là mọi thứ mà bạn cần để có thể bắt đầu. Bảo mật là vấn đề vô cùng quan trọng. Vì vậy, bạn hãy nhấn vào xem thêm để đọc các bài viết về nguyên tắc bảo vệ tài khoản, tránh bị hack hoặc là mất tiền nhé. Hoặc là nếu như ví của bạn đã lỡ bị hack và hacker cái bot vào đấy rồi, thì có cách nào để cứu hay không? Có đấy, đã có bài hướng dẫn chi tiết rồi. Chuyên mục mà anh em mong chờ cũng đã đến. Trên trang chủ, bạn nhấn vào mục đầu tư. Cốt lõi của việc đầu tư vẫn phải đi từ kiến thức. Với mục kiến thức đầu tư thì bạn sẽ được làm quen với các khái niệm cơ bản như là crypto là gì, market cap, công nghệ lõi, tokenomics, bitcoin là gì, những thuật ngữ phổ biến, v.v. Nghe thì nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà đây là bước đầu rất là quan trọng. Nếu như bạn đã nắm rõ rồi thì có thể kéo xuống để theo dõi mục. Ở đây cũng là cung cấp kiến thức nhưng mà sẽ sâu sắc hơn. Chúng mình sẽ giải thích đơn giản về các công nghệ, xu hướng mới hoặc là một hệ sinh thái nào đó. Bạn có thể tìm thấy các chủ đề như là modular blockchain, Bitcoin staking, v.v. Và từ những kiến thức chắc chắn đó, bạn có thể tìm kiếm các cơ hội đầu tư theo từng mảng, từng hệ sinh thái khác nhau. Cơ bản là đến đây, bạn đã bắt được nhịp với thị trường để đánh giá dự án và tìm cơ hội cho mình rồi. Chúng ta có nhiều định nghĩa khác nhau về khái niệm này, tùy theo quan điểm của mỗi người. Còn 5 Phút Crypto thì định nghĩa đây là cách lướt sóng ngắn hạn khoảng dưới 1 năm. Ở mục này chúng mình sẽ cung cấp cho bạn các công cụ hữu ích để săn hidden gem, tức là các dự án vốn hóa nhỏ và tiềm năng tăng trưởng. Bên cạnh đó là cách sử dụng DeFi Llama, các tiêu chí lựa chọn hidden gem, v.v. Rất nhiều bài viết để bạn lựa chọn. Nếu như bạn hứng thú với trading thì hãy kéo xuống bên dưới nhé. 5 Phút Crypto vẫn duy trì tổ chức các khóa học phân tích kỹ thuật theo phương pháp Wyckoff hoàn toàn miễn phí. Bạn sẽ được vào group học và có admin support trả lời các câu hỏi cùng cộng đồng tiến bộ. Nhưng mà trước hết, để biết phương pháp này có phù hợp với bạn hay không thì series Wyckoff vỡ lòng rất đáng để bạn xem tham khảo trước nhé. Đây là chuỗi 12 video ngắn mà 5 Phút Crypto đã tâm huyết thực hiện để giới thiệu về phương pháp Wyckoff. Ở ngoài kia thì có rất nhiều những khóa học trading thu phí, điều đó không có gì xấu cả. Nhưng ở đây chúng mình share hoàn toàn miễn phí nha. Bây giờ thì việc đầu tư không nhất thiết là phải bỏ tiền mua coin, token chờ tăng giá nữa rồi. Thị trường hiện tại có rất nhiều cách kiếm tiền không đồng hoặc là bỏ ít vốn. Có hai cách mà mình muốn giới thiệu với bạn. Đầu tiên, đó là airdrop. FindMoney sẽ hướng dẫn chi tiết cách để có thể bắt đầu các tips cày airdrop hiệu quả. Đặc biệt là airdrop thì chúng mình không ngại ngần gì share các kèo chất lượng để bạn có thể tham gia luôn. 5 Phút Crypto rất tự tin ở mảng này bởi vì team có hẳn các bạn researcher ngồi lọc kèo chất lượng giúp bạn đỡ mất thời gian ở khâu chọn lọc. Những kèo đã nhận được airdrop thì rất là nhiều, có thể điểm qua như là Pixel, Unlayer, Polyhydra, Sui hay là SmartLayer. Thứ hai đó là kiếm tiền với Catalyst. Xu hướng airdrop bây giờ muốn ăn to thì cũng thường phải bỏ ra một khoản chi phí nhất định để cày. Còn với Catalyst thì bạn sẽ có thể tham gia với vốn hoàn toàn không đồng. Catalyst của blockchain Cardano hiểu đơn giản là cộng đồng có ý tưởng thực hiện các dự án thì sẽ nộp đề xuất lên Catalyst để được cấp vốn. Số tiền này sẽ được trích ra từ phí giao dịch trên Cardano nên rất ổn định và chắc chắn. Rất nhiều dự án Việt Nam đã được cấp vốn như là xây dựng DEX trên Cardano, dự án trồng cây NFT, dịch thuật tài liệu Cardano, v.v. Và cũng flex với mọi người một tin vui, đó là 5 Phút Crypto cũng đã nhận được tài trợ từ Catalyst để thực hiện chuỗi video về Cardano này trên TikTok. Không chỉ thế thì bất kỳ ai trong cộng đồng cũng có thể tham gia đánh giá các đề xuất này và nhận về đồng ADA. Catalyst một năm thì sẽ tổ chức khoảng 3 cho tới 4 lần. Mỗi lần bạn có thể kiếm được vài ngàn đô tùy theo độ chăm chỉ của mình. Vì vậy, đây vừa là cách đóng góp cho sự phát triển của blockchain và cũng là cách để kiếm tiền rất hay.
mục này thì team sẽ tập trung vào các dự án cụ thể, ví dụ như là Polyhedra là gì, The Open Network Tone là gì, tiềm năng cơ hội cũng như hạn chế rủi ro của các dự án đó. Bạn cũng có thể tham khảo top các dự án nổi bật của một hệ sinh thái tại đây, top dự án theo trend, rồi thì các cơ hội đầu tư. Ví dụ như là top dự án hệ sinh thái Plus, top dự án Share Revenue. Thú vị hơn là dự đoán giá của những đồng coin, token chuẩn bị được niêm yết cũng sẽ được chúng mình phân tích. Tuy nhiên, chỗ này dừng khoảng chừng là 2 giây nhá. Mình phải nhấn mạnh rằng đây hoàn toàn không phải là lời khuyên đầu tư để tránh bạn hiểu lầm rằng 5 phút crypto đang khôn kẻo. Trang web chỉ vì mục đích thông tin để bạn có thêm dữ liệu để nghiên cứu, hoàn toàn không phải là lời khuyên đầu tư nhé. Video cũng khá là dài rồi và mình rất cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây. Và bây giờ mình sẽ tổng hợp lại để mọi người hình dung dễ hơn nhé. Với web Find Money, bạn sẽ có lộ trình cụ thể trên con đường đầu tư như sau. Thứ nhất, đó là học tư duy quản trị tài chính cá nhân ở mục nền tảng. Sau khi đã hoàn thành rồi thì chúng ta sẽ học cách tạo ví và bảo mật. Thứ hai, học từ dễ cho đến khó, học các khái niệm cơ bản trước, sau đó tìm hiểu về thuật ngữ công nghệ sau, tất cả sẽ ở mục đầu tư. Thứ ba, đó là mục đầu cơ cung cấp cho bạn các công cụ để có thể tìm kiếm hidden gem, khóa phân tích kỹ thuật theo phương pháp Wyckoff để bạn có thể trở thành một trader hoàn toàn miễn phí. Thứ tư, đó là mục kiếm tiền không đồng. Mục này sẽ dành cho cả những người mới và người cũ để có thể bắt đầu. Mục này tập trung vào kiếm tiền với Catalyst và Airdrop. Thứ năm là phân tích cơ bản. Phân tích về top dự án của hệ sinh thái, top dự án của trend hay là các cơ hội đầu tư. Bên cạnh đó thì chúng mình cũng hiểu rằng web Find Money vẫn đang trong quá trình phát triển và cải tiến. Chính vì vậy không tránh khỏi được những thiếu sót. Mong bạn có thể dành tình yêu thương cho Find Money, thẳng thắn góp ý ở phần comment để sản phẩm trở nên hữu ích hơn đối với cộng đồng nhé. Chúng mình thực sự rất biết ơn. 5 phút crypto sẽ lắng nghe những góp ý để có thể cải tiến và hoàn thiện hơn. Trước khi kết thúc thì nếu như bạn là người mới, mình muốn nhấn mạnh rằng việc kiếm tiền ở bất kỳ đâu đều không hề dễ dàng nhé. Crypto thực sự là một nơi rất khốc liệt. Chính vì vậy hãy đi từ kiến thức nền tảng trước. Còn lại có kiếm được tiền hay không thì tùy duyên tùy phước ạ. Phước đến đâu, mình hưởng đến đó. Cuối cùng thì mình xin được cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian để theo dõi video này. Nếu có ai cần thì hy vọng rằng bạn sẽ không ngần ngại gửi link của video này để họ tham khảo nhé. Chúc những điều tốt lành sẽ đến với bạn. Yêu quý bạn và xin chào.